Đây là cây đàn môi tre của Trung Quốc gọi là Chopin Khu Khuỷu. Mình không hiểu hiểu nghĩa nó là gì. Về cấu tạo thì khá giống với loại đàn môi tre Thái Lan, rất là mỏng và yếu. Tạo âm thanh thì khá nhỏ và trầm. Về khúc khuy thì nó không được phổ biến nhiều tại vì tạo âm thanh rất là nhỏ và chơi thì theo mình nghĩ là không hay.